Có 1 tỷ bạn nên mua vàng hay bạn nên mua bất động sản, hay gọi cách khác là bạn nên mua đất? Thì trong video ngày hôm nay Dũng sẽ làm một phép toán để chúng ta có thể so sánh đánh giá và bạn sẽ biết là mình quyết định nên mua cái gì. Chúng ta làm bài toán cụ thể nhé. Ví dụ bạn có 1 tỷ và vàng hiện nay là 74 triệu đồng một lượng đúng không? Sau 1 năm thì Dũng ví dụ 1 năm nó tăng trưởng lên 80 triệu đồng một lượng thì chúng ta sẽ được 6 triệu đồng trên một cây đúng không? Một hay một lượng. Thì vậy thì chúng ta sẽ lấy 13,5 mà nhân với lại 6 thì chúng ta sẽ được khoảng 81 triệu đồng một cây. Chúng ta hãy nhớ rằng lạm phát nha, 8% thì bạn sẽ dương được 1 triệu đồng trên 1 năm. Vậy thì chúng ta tính thời gian 3 năm nhá. 3 năm thì bạn sẽ được 3 triệu. Hoặc là thì ví dụ này, Dũng tính dài 3 năm vàng lên 90 triệu đi chẳng hạn. À, 90 triệu đồng trên 1 lượng. Vậy thì chúng ta trừ đi ạ, 90 trừ đi 74 thì là dương được 16 đúng không ạ? 16 triệu đồng trên 1 cây. Vậy thì 16 mà chúng ta nhân với lại bao nhiêu? 13 thì chúng ta sẽ được đâu đó khoảng tầm 208 triệu các bạn nhớ nha. 208 triệu sau 3 năm. Và chúng ta áp mà trong trường hợp này kể cả chúng không tính lạm phát nha, lãi đơn thuần được 208 triệu. Nhưng nếu như 1 tỷ này chúng ta đem đi đầu tư bất động sản thì sao? Với 1 tỷ bạn có thể mua được một lô đất này, hoặc là gì, bạn có thể sử dụng đòn bẩy ngân hàng, bạn có vốn thêm. Sau 3 năm đi chẳng hạn thì mảnh bất động sản bạn mua nó x2, thu về được từ 1 tỷ thu về được 2 tỷ và chúng ta trừ tiền gốc tiền lãi đi, chúng ta vẫn được xấp xỉ 860 triệu. Và bạn thấy rằng là nếu như chúng ta đầu tư đất thì chúng ta có thể thu về được khoảng 860 triệu đồng. Vậy thì bạn lựa chọn là gì? Bạn sẽ đầu tư đất hay bạn mua vàng? Các bạn hãy để lại cái quan điểm mình nha. Và bạn nào, nếu bạn nào thực sự quan tâm inbox, Dũng sẽ tư vấn cho bạn. Còn trong trường hợp chúng ta thấy rằng là thị trường nó sẽ có sự biến động, vàng thì cũng là một kênh mà các bạn nên đầu tư. Tuy nhiên là gì ạ? Chúng ta chỉ đầu tư ở mức 10% tổng vốn đầu tư của bạn thôi. Ví dụ bạn có 1 tỷ, bạn bỏ ra 100 triệu mua vàng, còn lại chúng ta chuyển sang kênh bất động sản. Đây là cái cách mà Dũng vẫn làm và Dũng nghĩ là nó hiệu quả hơn so với việc là chúng ta để vào những kênh mà nó không an toàn. Tiết kiệm thì không nên rồi. Vàng thì chỉ một phần, còn đâu tồn thăng đất. Và Dũng tin chắc là ở giai đoạn này bạn mà đầu tư thì 5 năm sau bạn sẽ có một sự thay đổi tuyệt vời luôn. Chúc các bạn sẽ có những thương vụ đầu tư an toàn.